Bình yên không phải là đứng giữa một trời giông tố, mà là khi ở giữa giông bão, ta vẫn thấy lòng an nhiên tự tại của dòng suối yêu thương, giúp cho ta tìm được hạnh phúc và bình an trong nội tâm. Với lời thơ của thầy Thích Như Dài: sẽ hết hết trọi não phiền, trà thơm trầm thoảng, tâm thiền như nhiên. Chia sẻ lời pháp bài thơ An Nhiên của thầy Thích Như Dài tặng Thanh Hiếu ngày sinh nhật, với sự thể hiện của nghệ sĩ Thư Lan. Sau 60 năm chúc bình an, vui ngày sinh nhật thênh thang cõi lòng. Giữa phiền trược vầng thóng giông, mây trời lãng đàng thoát vòng nhục vinh. Rộng giới tròn vẹn nghĩa tình, thấu suốt thế sự tra đình ngao du. Phản quang tâm chẳng mơ lô, rạng thơ chiều nhạc vì vô thanh nhàn. Bốn phương thi hữu tấm vàng, không dính mặt mài thênh thang cuộc đời. Ngày sinh nhật chúc một lời, thêm hoa một đoà rạng người trong thanh. Có chi chỉ chẳng chiều đăng vô chùa hoa cành, để dành kết duyên. Sẽ hết hết trọi nào phiền, trà thơm trầm thoảng, tâm thiền như trọi nào phiền, trà thơm trăm thoảng,